Hello mọi người, nghe nay làm cái thử thách mua hết 500k tại đây. Làm cái clip là các bạn kêu mình thử cầm 500k đi mua hết tại shop cá đây, mình mua đây nằm. Giờ trước tiên là mình đi tham quan nhé bạn. Ở đây có beta, có rồi cá tàu ra luôn nè. Nó mấy con tàu ba đuôi, mấy con giống Oanda quá. Nè, một chai nè. Đó. Hàng đỉnh hồng. Biết chưa? Đó, ngoài ra cũng có beta luôn các bạn ơi. Tuy nhiên ngày hôm nay là mình sẽ dùng hết 500k thì mình mới ra khỏi chỗ này ha. Mình sẽ mua hết 500k sẽ mua ra khỏi chỗ này. Và mình sẽ mua cái gì thì trước tiên là mình đi tham quan nha các bạn. Đó, quá trời cá luôn. Cái này là loại thí sinh nè. Có để giá luôn nè. À, có để giá luôn đó thấy không? Cái địa chỉ thì mình để như mọi khi nha các bạn. Các bạn chắc có lẽ là lên cái clip cũ của mình đó, coi là thấy địa chỉ nha. Đó, có cả số điện thoại luôn. Ở đây là shop phụ kiện đó các bạn. Phụ kiện rồi thức ăn cho cá luôn ha. Thức ăn cho cá từ lúc mà mới nở cho tới lúc trưởng thành luôn đó các bạn. Là từ Artemia cho tới là trùng chỉ ha. Artemia sinh khối có luôn nha. Ở đây là mấy cái hũ nước nuôi bằng ly nước mía nè. Đó thấy không? Rất là nhiều. Ngoài ra ở đây đến nè các bạn, mình mới thấy mấy con ma bồ rất là đẹp. Đó. Ma bồ rất là đẹp luôn. Đây. Hôm nay shop về cá mới đẹp quá. Thật sự là đẹp nha các bạn. Và bạn nào có nhu cầu thì cứ lại ủng hộ mình thì cũng được, hay là ủng hộ ở đâu cũng được, mình đi review rồi để cho các bạn nhiều sự lựa chọn á. Chứ mình không có cái kiểu là sợ tiết lộ địa chỉ rồi bên mình bán ế, không có vụ đó nha các bạn. Tại vì mình biết ở shop này người ta bán gần không mà, chứ ta không có bán xa. Còn mình thì bán xa là chiếm ưu thế hơn. Ví dụ vậy, cho nên mình không có sợ cái vụ cạnh tranh đâu. Mình quan trọng là mình đi review. Ví dụ các bạn thấy chỗ nào được với các bạn thì các bạn có thể ủng hộ. Chứ mình không có sợ bị review, và mình cũng là người bán cá. Rồi đi review rồi sợ bị mắc mối là không có nha. Đây, ghê chưa? Nên các bạn cứ mạnh dạn và hỏi địa chỉ mua ha. Còn chưa biết địa chỉ ở đâu có lên mấy cái clip cũ của mình này, các bạn thấy shop Kim Như á. Đây nè. Mấy con multicolor này đẹp ghê không? Ủa cô, mấy con này thường thường ở trên kệ này là giá thì sao cô? Ma bồ 30 rồi các bạn ha. Đó, ghê chưa? Hướng thì 20-25 luôn ha các bạn. Nó mình không có ngại mà báo giá cho các bạn đâu ha. Đó, các bạn là ở Cần Thơ thì mình có thể tranh thủ lại đây. Đây là mấy con Dumbo nè. Đó, Nemo Galaxy size chà bá tảng đá luôn nè các bạn. Chưa? Đó. Ui, con Dumbo này dễ thương quá vậy. Đó. Nè, ngoài ra đây là con Acte luôn. Acte luôn. Đây đũa. Mỗi ngày mình sẽ đi review một chỗ để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn ha. Để cho các bạn có nhiều sự lựa chọn. Chứ mình không có giấu giếm gì đâu. Ui, ở đây có Dumbo dứa nè. Nemo Candy Half Moon. Đó, qua sát tảng đá luôn. Ngoài ra ở đây có trùng chỉ luôn các bạn ơi, bữa nay hết trùng chỉ rồi. Bữa nay hết trùng chỉ nè, hệ thống trùng chỉ luôn nè. Mà hết rồi. Kìa con cụt. Cụt có teo teo. Chắc bữa nay trùng chỉ chưa gì, còn có chút xíu 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 luôn nè. Đó thấy không? Đó, trong hồ chim ăn này quá trời luôn. Hạt tê sinh khói nè các bạn. Hạt tê sinh khói nữa. Đó ha, tha hồ luôn. Ngoài ra thì bên đây là cả một thế giới dụng cụ nha các bạn. Dụng cụ thức ăn thuốc thang dành cho cá ha. Ví dụ như các bạn có một con cá bị bệnh thì các bạn cứ lại nói bệnh là ở đây người ta sẽ gợi ý cho các bạn thuốc để sử dụng ha. Ví dụ cho các bạn ơi, nó con cá của em nó bị nấm hay là nó bị thối đuôi gì đó thì các bạn cứ nói cái bệnh ra là ở đây người ta sẽ cho bạn một cái hướng dẫn, một cái loại thuốc để các bạn trị phù hợp, như cá beta, bê lý màu hay là cá chép coi, cá phú có gì đó, quá xá luôn đó. Những cái mà loại đá mà trang trí hồ cũng có luôn nè, thấy không? Đó, đủ loại hũ ép, kể cả mấy cái hồ xô cá beta hay là những hồ đuôi luôn, thùng xốp luôn ha, kể cả là chậu ép này đó, quá xá tặng đá luôn đó, dành cho những bạn nào mà chưa biết địa điểm ha. À, rồi bây giờ đi vào cái chuyện chính là tiêu 500k. Ủa, của con là 5 kg kia với lại cái kia lại
Đúng rồi, 5 kg bọc 8-30 với lại cái này 25 với 65 là 90, là được nhiêu, là 400 mấy hả? Trời, còn mấy ngàn sao về được. Nè, cô đang lấy bọc cho mình nè các bạn. Đó, ở đây là bọc đóng cá beta đủ khổ luôn nha. Bọc lớn, bọc nhỏ, bọc dài, bọc gì cũng có. Bọc này thường thường anh chị em người ta chơi 7 màu các bạn. Đóng số lượng lớn, đóng bọc này nè. Đang lấy bọc cho mình nha. Mở tủ đông review luôn. Rồi, cá mập đây nè. Đây là thức ăn nè các bạn. Đó, đủ loại luôn ha. Thức ăn này là thức ăn đông lạnh các bạn. Trùng chỉ nè. Có trùng huyết luôn nha. Có trùng huyết này như là bo bo Artemia đông lạnh, này là Artemia. Đó, Artemia sinh khói á. Đây nè, đó nghe chưa? Ở đây là Artemia ấp nở nè. Đây, mấy cái ống này là mấy cái ống Artemia nhỏ mới nở các bạn. Đông lạnh ha. Đó, shop này nói chung là đầy đủ thức ăn nuôi cá từ nhỏ tới lớn luôn. Rồi các phụ kiện cũng vậy. Vợt bọng luôn ha. Bên đây là cái gì đây? Ồ, bên đây là ui. Trùng huyết đông lạnh luôn. Đó, nuôi cá nào ở đây cũng có mồi cho các bạn ơi. Chỉ thiếu sâu bọ, gắn ghết, chim chóc à. Nó chứ là thức ăn cho cá nha chứ. Đủ loại luôn. Đó, quá sách tặng đá luôn nha. Đây nè. Cái này là bán gì cho mấy bạn cho cá con ăn liền nè các bạn. Ngày hôm nay mình chỉ mua mấy cái đó thôi. Chứ mình không có mua cá ha các bạn. Mình chỉ mua mấy cái kia không là hết 500 ngàn rồi đó. Lên keo coi có mấy cái kệ chúng ta đã nãy giờ quên coi, nó còn CVS Sita đồ Dumbo dứa nè. Phải giấc kiếm luôn. Là của con nhiêu tiền rồi con? Cái kia 90 với cái này nhiêu? 325 với 90 với 400 mấy à. Mục tiêu là tiêu hết 500 ngàn. Chắc lấy thêm cuộn băng keo nữa. Hai cuộn đi, lấy hai cuộn đi, dễ vỡ đi. Loại cuồng này đi. Cái cuồng kia cũng vậy luôn hả? Cuồng này cũng 25 luôn hả? Cuồng đó là 200 da phải không ta? Con đang cần cái loại cuồng này nhiều nè. Rồi bao nhiêu tiền rồi? 75 với 65 là 140. Rồi 140 cộng với cái kia. Rồi chuẩn bị bay 500 ngàn nha các bạn. Bốn sáu năm hả? Còn 35 ngàn hả? Dữ dội. Hả? Ủa thấy con cuồng không mà? Còn đâu, còn không lấy? Không không, con như lấy cuồng màu để đóng hạn à. Rồi, chắc qua đây mua con cá. Đang rồi, mua con cá beta con này 30 ngàn. Mua con ma bồ. Hay là con Dumbo ta? Dumbo thì nhà mình có vài con máy Dumbo. Cho nó đẻ với mấy con này để ép chéo. Thôi lấy con ma bồ. Lấy một con ma bồ đi. Rồi lấy con ma bồ. Để đóng con cá đó. Xong nha. Còn 5 ngàn để dành mua ly nước mía, nước trang suối uống các bạn ơi. Là 495 ngàn đó phải không? Quá xa tính. Rồi thôi thì chắc clip mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Hãy nhớ nha, cái địa chỉ nằm ở những cái clip trước của mình, nó nói shop Kim Như, các bạn gọi shop Kim Như lên là thấy. Thế à. Thôi chào tạm biệt mọi người luôn. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.